Ở đây ăn chay không có nghĩa là thôi con bò. Vì vậy mà trước đại học có đạo Bà La Môn dạy người ta ăn chay, mà ăn chay theo kiểu con bò, chứ không phải ăn chay theo Phật. Cho nên ông Phật nói người cư sĩ mà làm thật chúng sanh, mà cúng Phật và cúng chư thánh tăng thì người cư sĩ có năm điều chư thánh đức. Có ai dám tưởng không? Đó, đó là cái họ thứ nhất. Cái thứ hai, Đức Phật dạy cho chúng tỳ kheo ăn không nghe không thấy không nghi. Họ bây giờ mà ăn mà thấy có cái thịt cái gì không ăn, là thấy ăn không thấy, họ thấy thì không ăn. Không, bây giờ con làm đồ hủ mà con làm giống cái đùi gà là thầy cũng ăn đâu. Không, thầy cũng cho nó là đùi gà, tại vì thấy nó là cái đùi gà thì có sự đau khổ trong này. Cho nên phải nói đồ hủ mà cách mà ăn đâu. À, con lấy lộ cái gì đó con nắng con làm giống như thịt heo, có da đồ đàng hoàng, có hạt đồ đàng hoàng, thầy lấy đây là thịt heo nhất định không ăn. Mặc dù là con làm bằng bột mì nhưng thầy có ăn. À, con lấy thịt căng con xé ra con tự gỏi làm giống như thịt gà ché, thầy cũng không ăn, bởi vì đây thầy biết thịt gà ché, thầy không ăn. Chứ đừng nói con làm được cha thì gạt thầy, phải không? Đó, gọi là ăn không thấy, ăn không nghe. Bây giờ con bằng nát hết tất cả mọi cái, con làm như là đồ hủ, có gì hết, không thấy thịt gà gì hết. Nhưng con nói trong này có thịt gà, à, thầy nghe con nói là thầy ăn. Bất kỳ đồ hủ thầy cũng ăn nữa, à, thầy chán nước tương và ăn miếng thôi. Bởi vì nghe người ta nói có là ăn. Mà bây giờ, trong cái món ăn con đem xuống giường thầy, thầy nghe mùi thịt cá, mùi hôi thịt bò nè, mùi hôi gà nè, nhất định không ăn. Thầy ghi, ghi thầy có nói bằng bằng bậy bạc này, nhất định ăn. Cũng như bây giờ con lấy bếp thêm, con hoa bánh tét thôi, con cho một miếng mỡ trong đó, à, con cũng vừa, thầy, con gỡ miếng mỡ hết rồi thầy thương mỡ. À, nhưng mà thầy nghe mùi hôi mỡ, đây nó bỏ mỡ trong này, thì nhất định ăn. Con hiểu được đâu, bởi vì nghe mà thầy ghi trong đó, nó có cái mùi này là phải có rồi. Như vậy cái phần dạy một vị cư sĩ ăn không thấy không nghe không nghi à, mà lại ăn muốn ăn phải khởi cái tâm của mình, tâm từ của mình phủ trùng hết tất cả cái bốn phương này, cái lòng thương yêu của mình phải tất cả bốn phương thì không thể nào ăn mà đi con bò không bỏ được. Còn ăn với một cái tâm của chúng ta còn lớn như vậy nó gọi là thấy chưa, thấy ông Phật dạy chúng ta ăn chay chưa, mà có dạy chúng ta ăn không bao cũng đâu có cấm ăn chay đâu. Nhưng mà ăn sao cho đến cách của một tu sĩ đó, cái đại đức của nó nè, thành lập của mình, của người khổ chúng ta nè. Tại sao giờ mình nhớ được cái này rồi, cái sự đau khổ của chúng ta chết chết của chúng ta đây. Còn hiểu được đó chưa? Cho nên, cái người đó họ ăn chay niệm Phật, họ giờ sanh dữ. Thì thầy nói con bò, con câu nó cũng sanh dữ đại hội, mà nó sanh nha đồ, nó chết, cũng như rốt nó chết. Thì anh này thì cũng như con bò, con câu rồi thôi chứ gì. Ổng cứ tới giờ cũng chết, ổng cũng thành bò câu. Bởi vì mình ăn chay để làm bò câu, chứ không phải ăn chay để giải thoát. Bạn này ăn chay để không làm của mình, của người làm chay vậy đó. Nhưng con hiểu đó. Cho nên chúng ta cũng ăn chay coi chừng không hiểu được ý nghĩa nó mà chúng ta trở thành bò câu. Cho nên Đức Phật nói à, có một vị lại đại đến hỏi con tu hay hạnh con giáo, tăng giáo lý thì dạy con tu vậy sẽ trở về cõi Phạm Thiên, có được không? Ông Phật nói tu hạnh giáo, hạnh giáo như thế là thành Phạm Thiên nữa, phải không? Mình ăn cũng giống chó, mình nằm cũng giống chó, thì mình ngủ giống chó, cũng quen đó thì mình chết thì mình không làm chó chứ. Ông tu hạnh con bò, ông ăn chay, bỏ ông ăn thịt chứ không gì hết, thì ông cũng sẽ ông cũng sẽ thành bò chứ làm sao ông thành Phạm Thiên được? Cái đó đâu có đứng, ông phải sống đúng Phạm Thiên thì ông mới thành Phạm Thiên chứ, ông sống đúng thì phải thành Phạm Thiên. Hiểu chưa? Không biết chưa? Nói như vậy cho nên người tu sai thì biết liền. Cái người mà ví dụ như bây giờ con ngồi con tu thiền định, phải biết người này nó thành cây đá. Bởi vì họ vô phân biệt rồi họ phải thành cây đá. Cây đá nó có phân biệt đâu. À, mà tôi để thành cái đá cũng làm gì đó. Nhưng mà cái mà đôi mắt của Phật nhìn thấy chúng sanh tu cái đá của thành cái đá thì biết là người đó sẽ tu thành cái đá. Người đó tu thành con bò biết thành con bò. Người đó tu thành cái gì biết thành hết. À, bởi vì cái hạnh của họ nó chứng minh cho cái cuộc sống của họ, tức là cái nghiệp lực của họ phải tấn thành cái thật. Bởi vì con người đâu có cái linh hồn tái sanh mà cái nghiệp lực, mà mình sống cái nghiệp đó thì mình phải tái sanh cái đó chứ. Thôi mình hiểu cái chân lý của bà thì rõ. Cái hai đứa nào là thầy nói thật sự cái con cứ suy nghĩ được, đừng có tin lời thầy mà vừa suy nghĩ rồi có đúng không?